Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm 9 vụ án tham nhũng trọng điểm trong năm 2020. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 25 tháng 7 đưa ra chỉ đạo giải quyết dứt điểm 9 vụ án tham nhũng lớn trong năm 2020. Người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa ra chỉ thị này trong phiên họp thứ 18 của ban chỉ đạo về kiểm điểm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và cho ý kiến về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm. 9 vụ án lớn được nêu ra gồm: vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại tổng công ty bia rượu nước giải khát Sabeco ở thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ở dự án 812 Lê Duẩn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng ở dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ, vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ở công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ở dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sacri. Vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng tại Ngân hàng Phương Nam. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng ở dự án cao tốc Đà Nẵng, Quảng Hải. Nói về thành quả công tác chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng và cho rằng công tác này được người dân đánh giá đá cao. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã thi hành kỷ luật đối với 186 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái, thu hồi 37.000 tỷ Việt Nam đồng và các vụ án tham nhũng nhiều quan chức cấp cao đương chức đã nghỉ hưu vẫn bị truy tố bắt giam vì những sai phạm trong quản lý thưa quý vị và các bạn, làm rõ cán bộ đảng viên sai phạm có liên quan đến nhân sự đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để làm rõ việc cán bộ đảng viên sai phạm liên quan đến nhân sự đại hội Đảng sẽ tập trung mở rộng điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án nghiêm trọng. Ngày 25 tháng 7 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ 18, ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Trưởng ban chỉ đạo chủ trì. Phiên họp nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và cho ý kiến phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 cùng với những kết quả đã đạt được quan trọng về phòng chống đại dịch virus Vũ Hán, kinh tế xã hội đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng tiếp tục được dư luận nhân dân cán bộ đảng viên đồng tình đánh giá cao, nhất là vai trò của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh kỷ luật nghiêm minh, nhiều cán bộ sai phạm, trong đó có cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý và cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội đảng các bộ và các cấp, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 186 đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái. Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xử lý nghiêm minh công khai nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó một ủy viên Bộ Chính trị, một nguyên ủy viên Bộ Chính trị, bốn ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng cả đương chức và đã nghỉ hưu, cả cán bộ liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ của đảng, nhà nước, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiêu cực, tham nhũng. Ngành thanh tra kiểm toán đã kiến nghị thu hồi xử lý tài chính 21.943 tỷ Việt Nam đồng và 507 hecta đất kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 805 tập thể 12 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 42 vụ, 46 đối tượng, hoàn thành kết luận thanh tra dự án mở rộng nhà máy đạm Hà Bắc. Công tác điều tra truy tố xét xử được chỉ đạo quyết liệt mở rộng điều tra khởi tố thêm nhiều vụ án, bị can, xử lý dứt điểm một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp kéo dài, tập trung điều tra làm rõ các trường hợp cán bộ đảng viên sai phạm trong một số vụ án, vụ việc có liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực cố gắng chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc bảo đảm tiến độ điều tra xử lý các vụ việc, vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo có vụ vượt yêu cầu. Từ sau phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cơ quan chức năng đã xử lý dứt điểm 6 vụ án, bổ sung mới một vụ án, khởi tố 13 vụ án trên 16 bị can, phục vụ điều tra, phục hồi điều tra 3 vụ án trên 5 bị can, mở rộng điều tra khởi tố thêm 55 bị can trong số 11 vụ án, kết thúc điều tra 11 vụ án trên 63 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ án trên 44 bị can, xét xử sơ thẩm 9 vụ án trên 27 bị can, xét xử phúc thẩm 6 vụ án 47 bị cáo đã tập trung điều tra làm rõ các trường hợp cán bộ đảng viên sai phạm trong một số vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế có liên quan đến nhân sự đại hội đảng Bộ các cấp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thống nhất quan điểm xử lý với các vụ án, vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, vụ án xảy ra tại Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco, vụ án xảy ra tại ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, vụ án xảy ra tại công ty gang thép Thái Nguyên cơ quan chức năng đã hoàn thành xét xử một số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Vụ án xảy ra tại công ty Hải Thành, quân chủng Hải quân, vụ án xảy ra tổng công ty Viễn thông Mobifone, vụ án xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vụ án vi phạm các quy định quản lý đất đai, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Đà Nẵng. Thực ra thì ở trên mảnh đất quằn quại đau thương hình chữ S Việt Nam thì tất cả các ban ngành từ trung ương xuống địa đến địa phương ở bất cứ đâu cũng đều có sai phạm cả. Nhưng cái quan trọng là trung ương của ông Nguyễn Phú Trọng có xử lý hay không mà thôi. Công tác phát hiện xử lý tham nhũng ở các bộ ngành địa phương tiếp tục được quan tâm. Trong số tháng đầu năm đã khởi tố 143 vụ án trên 399 bị can về các tội danh tham nhũng chức vụ. Thu hồi tài sản đạt trên 37.000 tỷ Việt Nam đồng. Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục những khó khăn vướng mắc trong công tác giám định định giá tài sản, cung cấp thông tin tài liệu, đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng thi hành án dân sự trong cả nước đã thu hồi được 37.000 tỷ Việt Nam đồng. Riêng các vụ án thuộc diện ban lãnh đạo theo dõi chỉ đạo đã thu hồi tạm giữ kê biên phong tỏa ngăn chặn tẩu tán tài sản trị giá 11.700 tỷ Việt Nam đồng và nhiều tài sản bất động sản có giá trị khác. Ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo xây dựng ban hành nhiều quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện nhiều đề án, nhiệm vụ quan trọng theo chương trình công tác của Đảng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, dư luận cả nước đang rất chăm chú theo dõi tình hình đại hội Đảng ở các địa phương, các bộ ngành trong bầu không khí rất nóng tỏa ra từ cái lò mang sứ mệnh khó khăn là đốt cháy những thứ dơ giấy đã và đang bám vào làm suy yếu cây trụ thiêng của đảng lãnh đạo các đảng viên chân chính và người dân cả nước thiết tha chờ đợi sự thay đổi thật sự trong đảng hầu khắp các lĩnh vực từ công tác kết nạp đảng viên mới thực hiện nghiêm kỷ luật đảng đổi mới cách thức sinh hoạt tri bộ cách thức nhận xét đánh giá chất lượng đảng viên, công tác đào tạo và giám sát ở các tổ chức ban ngành của đảng. Trước hết, cần phải đánh giá tất cả các khâu và tại sao trong đảng thậm chí có rất nhiều những đảng viên luôn chăm chỉ đi họp nhưng luôn lười biếng phát biểu. Có nhiều lý do dẫn tới tình trạng này. Mặc dù thừa nhận đó là những cán bộ, nhân viên, người lao động tốt nhưng phải nói thẳng. Hầu hết với những người này, việc vào đảng là theo kiểu thời thế thế thời phải thế. Một vị bí thư thấy lực lượng của mình chưa mạnh lắm dụ dỗ họ những người không theo ai vào đảng để củng cố lực lượng. Họ vào như việc cũng chẳng mất gì của họ. Một số thì thấy mọi người vào đảng nườm nượp, quân chúng còn lại trong cơ quan ít quá sợ lạc lõng được chi bộ đưa và chỉ tiêu sẽ kết nạp cũng đưa chân vào cho vui không ít người tỏ ra tốt bụng vào đảng là để giúp chi bộ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm đối với họ là đảng viên chỉ khác người ngoài đảng là được phải dự họp chi bộ và đóng đạp phỉ từ khởi nguồn vào cho vui ấy họ bắt đầu cuộc hành trình sinh hoạt đảng mang sắc thái Lờ đờ, thuần túy chỉ bảo đảm cuối năm làm bản kiểm điểm viết được là tham gia sinh hoạt đầy đủ. Gần 30 năm sinh hoạt đảng ở tri bộ nào tôi cũng thấy những đảng viên im lặng này. Tiếc thay tỷ lệ này là không nhỏ trong mỗi tri bộ. Không thể lôi những đảng viên này ra kiểm điểm vì họ không làm điều sai. Nhưng sự im lặng của họ gây hệ lụy với những bí thư thủ trưởng cơ quan thực sự muốn thực hành dân chủ trong đảng trong cơ quan cần các ý kiến nhiều chiều để tìm kiếm giải pháp đúng cho công việc thì gặp khó khăn nhưng với những bí thư thủ trưởng cơ quan độc đoán dính khuyết điểm thì lại dễ bề lướt sóng dư luận tác hại lớn nhất của tình hình đảng viên ngại lười né phát biểu là làm ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của chi bộ và làm chi bộ mất đi tính chiến đấu, làm cho nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt bị vô hiệu, làm nhạt nhòa ranh giới giữa đảng viên và người không phải là đảng viên. Kết quả là tốt không được phát huy và cái xấu thì có cơ được lan rộng. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến kết luận về một số tổ chức đảng cơ sở, đông nhưng không mạnh ủy ban kiểm tra trung ương vừa qua đã kỷ luật hàng loạt đảng viên là cán bộ cao cấp vì những dạng khuyết điểm rất khác nhau có thể khẳng định rằng trong số các lý do khiến cho những đảng viên cấp này lướt ván qua mặt được hàng loạt nguyên tắc quy định kỷ luật đảng trong quá trình công tác từ thấp lên cao là có sự góp phần không ít của những đảng viên cả năm sinh hoạt không phát biểu một lần nào ở ngay trong các tri bộ mà các đảng viên bị kỷ luật nay sinh hoạt. Trong lịch sử xây dựng đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thời kỳ chiến tranh đã phải áp dụng các tiêu chuẩn đặc biệt cứng để tuyển chọn những công dân thực sự ưu tú gia nhập vào đảng. Thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, điều kiện tiêu chuẩn lựa chọn người vào đảng cũng mềm hơn. Nhưng những yếu kém chết người tồn tại quá lâu ngày càng trầm trọng, chậm được khắc phục trong đảng mà hệ quả là tới nay ngày càng có nhiều cán bộ cao cấp trong đó có cả những ủy viên bộ chính trị tướng lĩnh công an quân đội bị kỷ luật nặng bị ra tòa phải chăng có một lý do bắt nguồn từ sự dễ dãi coi nhẹ ở hai khâu kết nạp đảng viên và duy trì sinh hoạt tri bộ đảng có bao nhiêu đảng viên từng sinh hoạt cùng tri bộ với những đảng viên bị kỷ luật ra tòa vừa rồi biết đồng chí của mình sai từ việc nhỏ cho đến việc lớn mà ngại lười né lên tiếng tại các cuộc họp tưởng chỉ thời gian chiến tranh mới phải đặt ra những tiêu chuẩn cứng về đảng viên vì liên quan đến sự thành bại của cuộc chiến đến sinh mệnh của mỗi con người nhưng những gì mà đảng đang đối diện với chính mình với yêu cầu đổi mới của đất nước của thời cuộc quốc tế buộc đảng phải có sự thắt chặt mới ở cả các khâu công tác bắt đầu từ phương châm ít mà tinh trong phát triển đảng viên không nhất thiết một cơ quan đa số là đảng viên nhưng đã là đảng viên thì phải là người ngoài đảng trước hết thể hiện ở tính trung thực khách quan thẳng thắn bản lĩnh và dám chịu trách nhiệm với lời nói việc làm của mình tha là một công dân ngoài đảng tốt còn hơn là một đảng viên nhờ nhờ nhàn nhạt Thực ra thì nhiều người bây giờ vào đảng chỉ là để khè thiên hạ mà thôi. Một số anh bạn xe ôm cũng từng nói là tao có đảng, tao có thể đảng viên nhưng cả đời tao cũng lâu lâu mới đi họp có một lần, họp để chỉ có mặt mà thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao các quan chức cộng sản và cả chúng ta sợ nói thật? các chính trị chạy các chính trị gia Việt Nam đang chuẩn bị cho đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 và ngoại trừ điều gì bất thường, hàng ngàn đảng viên sẽ, sẽ lại nghĩ một đằng là bỏ phiếu một nẻo. Họ cũng sẽ bỏ phiếu một nẻo và bỏ phiếu bằng chân một nẻo khác. Kết quả là hiện trạng này vẫn như xưa. Hiển nhiên chẳng ai tin hiện trạng sẽ nhanh chóng mang lại những điều họ đang mong muốn. Đó là một nền giáo dục đủ tốt để khỏi phải lo cho con cái ra nước ngoài học tốn cả tỷ đồng mỗi năm. Đó là hệ thống y tế có lương tâm, đó là một đất nước giàu có và một xã hội cưu mang những người nghèo khó, kém may mắn. Vậy lý do tại sao họ lại làm vậy? Đây là câu hỏi tôi có trong đầu khi nghe bài diễn thuyết trên mạng hồi cuối tháng 7 của một tác giả có sách bán chạy hàng đầu. Theo bình chọn của báo New York Times, bà Livia bà Livia sinh ra ở Nigeria, lớn lên tại Chicago, thành phố nơi cựu tổng thống Barack Obama bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Bà nói trong nhiều năm bà sống theo ước mơ của người khác. Ba má bà muốn con gái trở thành bác sĩ và bà theo đuổi giấc mơ của người lớn cho tới năm đầu đại học, hồi đầu thập niên 2000. Sau khi đạt điểm rất thấp môn hóa học trong năm đầu ở đại học, bà quyết định tự không tự dối mình nữa vì bản thân bà không thích cả môi trường bệnh viện lẫn công việc trong môi trường đó. Việc nói thật với bản thân đã đưa bà tới thế giới viết nơi bà nói thật về những gì ở nơi bà sống. Nước bà sống và cả thế giới mà bà quan tâm tới bà bông đùa tự giới thiệu mình là kẻ gây chuyện chuyên nghiệp. Những gì bà Luvia nói giúp cho chúng ta hiểu tại sao bà có thể nói ra được sự thật mà rất nhiều người không thể. Tác giả có tiếng cho rằng nói thật cũng như một múi cơ trong cơ thể. Phải có luyện tập cơ thì mới cứng cáp và có sức bền. Nói thật theo bà Luvia là điều chỉnh bà nhiều khi cũng sợ nhưng khác với nhiều người khác bà vượt qua được nỗi sợ đó và học cách làm cho bản thân thoải mái với điều khó thoải mái, bà muốn mọi thứ tốt đẹp hơn cho mình và mọi người nhờ vào nói ra sự thật. Công dân Hoa Kỳ gốc Nigeria cũng đặt ra ba câu hỏi cần phải trả lời mỗi khi quyết định có nên nói ra điều đó hay không. Câu hỏi thứ nhất là tôi có thực sự nghĩ thế không hay chỉ thích chọc người khác. Câu hỏi thứ hai là tôi có thể bảo vệ điều mình nói hay không? Và cuối cùng là tôi có nói điều đó một cách có suy nghĩ hay không? Ngoài ra bà cũng luôn nghĩ tới điều tệ nhất có thể xảy ra và điều tốt nhất có thể đến khi bà nói ra sự thật. Có những lần bà nghĩ nói thật sẽ khiến cho bà mất đi cơ hội được mời tới các sự kiện khi bà chỉ trích chính những người nhà tổ chức sự kiện đó. Nhưng rồi nhiều nơi khác lại thích tính chính trực của bà. Báo chí đưa tin về cuộc đấu tranh với bất công mà bà lại có nhiều cơ hội hơn. Kết quả của bà là thực ra nhiều người có nhiều quyền lực hơn, họ nghĩ và nhiều khi những điều xấu nhất họ lo ngại sẽ không xảy ra. Điều đó hoàn toàn đúng với hàng trăm ủy viên trung ương hay hàng chục vị trí trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi tin rằng nhiều vị trí trong các cuộc họp ngán ngẩm tới mức chỉ muốn đập bàn nói sao có anh cổ hủ và lạc hậu thế. Nhưng họ không nghĩ rằng họ có đủ quyền lực để nói vậy. Họ không nghĩ nếu có một người dám lên tiếng có lẽ những người khác cũng đứng lên. Nếu những người khác đó không đủ can đảm đứng lên ngay, họ cũng sẽ suy nghĩ và có lựa chọn trong lần sắp tới. Bà Lưu nói làm cho người khác khó chịu là vì đúng đắn và trách nhiệm của chúng ta. Một diễn giả khác cũng từng nói khi chúng ta nói rõ cho người khác biết quan điểm và mong muốn của chúng ta. Đó là khi chúng ta thể hiện quan tâm tới người khác và tới môi trường sống ở chung quanh. Khi chúng ta nói ra sự thật và tạo ra sự thay đổi, nhiều người không có điều kiện để nói ra những điều đó cũng được hưởng lợi từ một môi trường sống tốt hơn. Chúng ta nói thật không phải vì ích kỷ mà là vì cái chung. Nói thật không phải khi nào cũng dễ dàng, vì chính người Việt cũng nói sự thật mất lòng. Để được lòng người khác, các quan chức cộng sản cũng như nhiều người trong chúng ta chọn nói dối. Các nhà khoa học ước tính mỗi ngày chúng ta phải nghe những lời nói dối từ 10 đến 200 lần trong khi chúng ta tự dối mình từ 1 đến 2 lần. Tác giả cuốn Đoán ai nói dối bà Pamela Meyer cũng nói, dối trá là hành động đòi sự hợp tác, lời nói dối chẳng có quyền lực gì chỉ dựa vào chuyện nó được nói ra Quyền lực của nó xuất hiện khi có người đồng ý tin vào điều dối trá Nếu sau năm 1975 nhiều người đừng vờ tin vào những điều dối trá Việt Nam giờ có lẽ đã ở trong nhóm đầu về sự phát triển của các nước ASEAN chứ không phải là ở cuối bảng như hiện nay. Ngay cả bây giờ, nếu nhiều đảng viên vượt qua được nỗi sợ và nói ra những gì họ thực sự suy nghĩ về thực trạng xã hội, những thay đổi ở Việt Nam trong những năm tới sẽ nhanh hơn. Điều khó khăn hơn với các thể chế cộng sản và các quan chức ở đó có nhiều nỗi sợ hơn ở các nước minh bạch, không những chỉ sợ mất lòng người khác, sợ mất việc, mất thu nhập. Nhiều quan chức còn sợ bị lộ vì đã làm quá nhiều điều sai trái trong một thể chế không coi trọng sự minh bạch. Vì lý do này, sự minh bạch sẽ lại tới rất chậm, trừ khi có sự thức tỉnh đồng loạt. Sự im lặng trước những điều sai trái và bất công xảy ra hàng ngày ở xã hội chủ nghĩa cộng sản còn lại trên thế giới và nhiều nơi khác cho thấy vẫn có quá nhiều người chọn tin vào những lời dối trá dù họ có thực sự tin như thế không. Nhà hoạt động Martin Luther King từng nói hồi năm 1968, năm ở Việt Nam xảy ra biến cố Mậu Thân mà người ta còn nói dối tới tận ngày hôm nay rằng rốt cuộc lại chúng ta sẽ nhớ không phải những lời của kẻ thù là sự im lặng của bạn bè chúng ta nhà thơ nhà giáo hoa kỳ clean smith dẫn câu trích này trong một bài nói chuyện nói ông có bốn nguyên tắc cho học sinh của mình đọc có phân tích viết có ý thức cất tiếng rõ ràng và nói thật nếu các quan chức cộng sản chỉ cần bắt đầu với nguyên tắc cuối cùng và khuyến khích xã hội cùng làm như vậy việt nam sẽ không còn nằm trong cuối bảng xếp hạng về các quyền tự do căn bản và tấm hộ chiếu Việt Nam sẽ không còn bị nhiều nước coi rẻ như hiện nay. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi